Bây giờ mấy em sẽ mà nghỉ mệt chút xíu ở nhà của chú Bảy, bác Bảy. Chút xíu mấy em sẽ về chế biến chế thực phẩm các bạn trong tiếp video nha. Trời ơi, ở đây chú Nam giăng lưới cá nhiều đó chú Nam. Sạch bành bành, không có sạch này mới xả nhậu biết nào xỉn chú Nam. Ừ, nó quá trời đã luôn đó. Thứ gì chịu nổi các bạn. Toàn cá ngon không các bạn, nó sạch bành bành không có phải nhỏ đâu. Cá đâu muốn xả nhậu tê tê bắt đùi luôn. Quá trời ớt các bạn ơi. Bả mớt đây. Không biết ăn ớt mà chứ bả thấy ớt ngon ngon là bả. Đó giờ trái. Đây, ghé nhà bác Bảy tặng cho mấy anh em con cá dầu về, chắc có lẽ là tả bị lù quá. Ngồi bác Bảy với chú Năm về đẳng nhậu luôn đi. Không. Thế vậy, ở đây giữa nhà cái gì? Cơ bơm hả? Dạ. Mà dầu vậy chứ cá dầu ăn nữa nha. Đẳng có chuột luôn đó. Không. Dạ. Dạ dạ. Đây, bác Bảy tiếp tục tặng quà nữa các bạn ơi. Rồi, cảm ơn bác Bảy. Rồi, tặng mấy cầu. Cầu cũng ngọt lắm. Cầu bỏ tủ lạnh luôn, lạnh lạnh ăn mới đã. Thúi thịt đó chú ba. Chú ba thúi thịt đó. Thúi. Ngon lắm các bạn ơi. Chả thịt giòn lắm quá. Rồi, hết con khải luôn. Chưa không? Được. Nhỏ, cá nhỏ. Nhỏ không à, trả lại đi. Thôi phải. Ra mất tiêu luôn à. Dính này cá khổ. Đó, coi dính rồi đó. Ồ, vô đó. Cá ra nữa, cá bự ra rồi. Có con, có. Cá bự nó ra rồi đó. Cá bự nó ra rồi. Kìa chú Lâm. Vô cầu, vô cầu. Ui. Ui, cái tay chín lại cho tao nha. Lâm. Đó. Trời ơi, dính bẹ rồi. Chuột cái dính nhỏ gì á? Hỏi vô cá bự rồi đó. Kéo lên bỏ anh kìa. Đó, con đó rửa đó. Đâu có bự gì đâu. Để đâu xa anh bỏ. Lại. Cá không bự đâu. Bỏ tạ đi. Chứ bắt cá khác nè. Những cá mới lộn tổ tạ ra. Rồi thấy đây nè. Có cái nào bự tạ. Cái này là lỏ nè. Tụt xuống. Nó tụt đi. Ui. 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 Nhỏ. Con nãy chắc được. Con nãy được rồi. Con cá lộ đang cá đang. Dữ lắm các bạn ơi, lưới này. Lên bỏ luôn. Wow. Wow. Rồi có con đã được đó. Tỏi. Wow. Con được rồi. Còn con cá phi nha. Phóng sinh con được rồi, con này dai nè, con này nhìn thấy nó chắc thịt. Đây, giờ tải bị lụ các bạn ơi. Đây giờ mấy anh em về các bạn ơi. Rồi cảm ơn bác Bảy ơi. Rồi lại bác Bảy tặng mắng cầu ăn rồi tặng hai con cá tổng bu. Dạ quá đã. Lỗ luôn ấy, lên kìa. Hả? Lỗ đã đi. Hai, xin chào tất cả mọi người nha. Sau hơn một tiếng ở ngoài đồng thì mấy anh em bắt được cũng tầm 20 mấy con với được bác Bảy cho hai cá. Đây chiếc lục phẩm xíu mấy anh em sẽ làm bữa tiệc nhỏ các bạn. Các bạn xem tiếp video nha. Hai, xin chào cả nhà nha. Bây giờ cái phần chuột mấy anh em đã làm xong mà cũng đã ướp rồi các bạn ơi. Chút xíu mấy anh em sẽ chiên. Đây ướp có
là bột ngọt, là nước mắm, tỏi, mình không có ép đường nha, với hạt nêm đó, một son nhỏ như này các bạn chắc được dễ quá đó. Các bạn sau tiếp theo các bạn chuột chiên nha, chuột chiên nước mắm nha. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ củ tỏi sẽ phi lê cá này để chút xíu làm cái lẩu các bạn, xương nhẹ nhẹ. Bữa nay 4-5 người nhậu đủ ha, củ tỏi này nằm trong vòng dây ha. Cá này phải câu nha, mình cũng xin nhắc lại hồi nãy mình cũng nói đó là bắt bảy cho đó. Bảy cho củ tỏi phi lê luôn các bạn. Xong vụ này là củ tỏi đi vô trong mà Úc Si ở Sóc Trăng làm xí nghiệp cá. Trên mạng thấy nó làm lẹ lắm, nó làm có 3 phát rồi ra miếng thịt rồi. Nó có cái dao nó bán lắm, dao nó xíu mà nó bán. Gọc sau đuôi, gọc tới cái, gọc sau ở trước, gọc cái nữa rồi. Chuyên nghiệp ha. Mình mò kiểu này biết tới nào mới đi xuất khẩu. Biết nào có cá đem đi xuất khẩu. Này con cá giò này trứng quá trời trứng các bạn, gặp trứng khủng long nha. Trứng như trứng cá lóc trời. Đây, xíu mấy anh em làm mồi tiếp tục rồi các bạn xem tiếp video nha. Còn những thức này, đó gà miếng phi lê các bạn ơi. Đó. Quá bán. Nãy giờ thì tỏi cũng đã hoàn thành cái phần phi lê, bây giờ nêm các bạn ơi. Chút xíu cái này làm nhúng giấm hay là làm cái gì của tỏi? Giấm này ha. Chua chua bắt mát ha. Hai anh em ăn một thao đó các bạn. Xong rồi chảy máu mũi luôn. Hai cái giò cái gì tôi nổi. Này, giờ đảo đều cho nó thấm cái gia vị nha. Bột ngọt, tiêu, đường lum chơi nha. Nó sẽ không tanh chừng. Bể trứng của tỏi ơi, bể trứng của tỏi ơi. Dập trứng à, dập trứng dữ lắm rồi các bạn. Bể trứng tôi. Bể trứng tỏi à. Trứng cầm tay. Thấy gặp trứng chưa? Thấy cặp trứng củ tỏi đảo chưa? ghê rồi. Này, xíu bên này sẽ nấu thưởng thức mọi người xem tiếp bây giờ nha. Đã nước chấm rồi hả? Nước chấm. Để nước lẩu nữa, thơm thơm. Đây, cái món tỏi bí đầu này cũng phải có cái mùi xả vô nó mới thơm các bạn. Đó, xả giò, đặc biệt là xả nhà trồng á, thì cái lá này nó rất là tươi cho nên là nó ra cái mùi rất là thơm, đúng cái mùi xả. Đây, cái này phần tải bí lù các bạn ơi. Phần tải bí lù. Lù hoài không nổi, đang quay đúng rồi. Ở hoài à. Đây chuột chiên. Đây thì cũng được mẻ các bạn. Chuột ná mà. Đây, chuột chiên. Đó. Đó xíu mồi chín các bạn xem tiếp nha. Đây có củ nêm vô luôn các bạn ơi. Đó, củ nêm nào vô. Hai chào cả nhà nha. Giờ cái phần cá ra tỏi bí lù cũng đã chín rồi các bạn ơi. Giờ mấy anh em sẽ dọn ra để thưởng thức nha. Đây bây giờ mấy anh em vô lai gai các bạn ơi. Đó. Ủa, lộc này chơi ly cho bá luôn kìa. Uống chị tên hả? Trời. Một khó lấy chết luôn. Đây sau những buổi săn bắt mệt nhọc thì bây giờ mấy anh em hưởng thụ. Lấy gai luôn chứ Ngọc ơi. À, chứ Ngọc nãy giờ bào bắp chuối ghém các bạn. Cái món này không có rau là không được nha, chuối ghém đồ. Rồi 100 luôn chứ ơi. Bữa nay
bữa nào bữa, cái khui ra đó. Bữa nay là mấy anh em ăn mừng bữa 30 tháng 4 các bạn ơi. Đây, bữa nay mấy anh em ăn lễ 30 tháng 4 nhẹ nhẹ các bạn ơi. 30 tháng 4 mình làm xương xương, mai 1 tháng 5 cái mình lụm mà lụm thêm quả nữa nha. Bữa nay ngày bữa nay là ngày giải phóng các bạn ơi. Đây, bây giờ mấy anh em thưởng thức cá cha tả bí lù ha. Món này món miền Tây hay ăn lắm nha. Cá cha nãy thấy quay chỗ cái cầu nhưng mà thật sự là cá này không có nuôi ba cái đó nha. Bắt 7 giờ chơi cầu tiêu máy không mà không có ra ngoài đó. Lâu kẹt kẹt thì có. Nuôi là chính nha cả nhà ơi. Đây. Ừ. Bữa nay là vừa làm tha hồ rồi vừa làm một buổi bắt chuột dài, mấy anh em ngồi cũng khá là mệt tới chiều luôn. Vậy rồi bữa nay mình ăn 30 tháng 4 nhẹ nhẹ cái anh em ơi, vô à. Giải phóng luôn các bạn ơi, giải phóng luôn là phỏng phỏng ấy luôn các bạn. Vô. 1 2 3 vô. Nhỏ nhỏ thôi. Vô đỉnh. Khải hôm nay chụp chuột ghê quá. Ừ. Này Khải à. Chuột. Chạy tới chạy luôn. Chuột này sao đen á, nó chạy ra đồng cái này cũng như đào nó chạy ra cái chạy vô, nó vô hang lại. Chạy ngay cho cũ. Ai sợ tốn tiền kem trộn, mất công vợ Phụng bán. Vợ Võ Tòng bán kem trộn. 12 giờ. 12 giờ. Đó là chụp chuột ta như gái 18 nữa. Ra học vô, học ra học vô. Con chuột chạy ra có tỏi đào cái hai thằng đứng dòm luôn, lại chuột kìa rồi cái này mình quay rồi ai bắt. Trời Khải hôm nay dám chụp gắn luôn ghê rồi chứ. Gắn chà bá luôn, gắn bằng ngón tay út rồi nè. Trời gắn vừa chạy ra để chụp liền. Chụp đuôi luôn mới ghê bắt đuôi. Không, cấp này chụp chuột rồi cũng dữ rồi. Ghê rồi. Thôi về nghe. Nay cũng mắc cười lắm. Về à. Ồ, ghê trời, quýnh quýnh cái đầu luôn. Ăn cái đầu ăn thêm trứng. Hồi nãy mới vậy mình kỳ xương xương cho đó được. Kỳ kỹ quá bởi vậy. Không, cái nặng luôn nha. Cái đó là kỹ lắm đó nha. Rồi. Hai chai liền luôn các bạn ơi, cái đó là hỏi hai chai liền mới được. Vô đây, vô đây, vô đây. Biết, 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 biết. One, two, three, vô. Vô. Vậy. Quay ăn lọc mà nó uống chì tin mà nó giờ nó xỉn mới ghê rồi. Còn chuẩn bị kháy nha. Vô luôn cả nhà ơi. Mới tư à? Đó, mới tư. Bên này lại. Mới tư là lễ rồi. 1 tháng 5 nghỉ tiếp. Nghỉ. Chán này chứ. Ông đại lên về đi. Chán thì măng nó lại đi lên. Được. Nãy nó đã làm như là một mấy dấu dòi rồi, của tỏi mới tô lại sơ cái. Đang rửa đồ. Con nào mà ra được chắc cái vỏ. Đây mùa này thì chuột không có nhiều các bạn ơi. Nói chung là nó không biết nó rút về đâu không biết. Cá thêm ơi. Rồi cái chuột bữa nay bắt chuột lứa vừa không à. Ôi, còn nhiều mà. Dẹp quá. À. Rồi, anh em cứ làm tự nhiên thoải mái nha. Trời, chích bên nó sống bên nè, nó đâu có vô chung đâu. Ăn gì không? Gàng như gàng cá giò chết luôn. Chén còn tặng đâu? Chưa đâu, chút đi. Ăn đi. Rồi. Thôi, mới thả đồ vô. Cái dầu, cái chén này lấy chén rồi. Ngon tới luôn. Cái dầu này dẻ nè của tỏi. Dạ. Dẻ, dạ, cái dầu này dạ. Tại biết sao không? Bắt lên thấy cái bụng nó là nó không có mập. Nó không phải như cái dầu mình câu dưới ấy, làm như là nhịn đói lâu ngày. Cái dầu đi ấy á. Cái dầu này lâu quá không ai cho ăn á. Không, cá này dạng như là lâu quá không cho ăn á, dạng như từ hồi mà bắt 7 làm cái gì của tôi. Bắt 7 làm gì của tôi? Nãy điện được chứ mời không? Hả? Không, điện không bắt máy.
ăn gì? Ăn thịt nào? Cày vô. Ăn trứng đi. Vừa chín. Ấy nó kẹt thấy không? Là gió đâu mà cái cày. Ai đặt hộp gió? Ai đặt hộp gió mà ghê cái gì? Đặt vô cái bia. Cái giỏi vô tường, cái giỏi hoàng thước. Băng bi mà, đây băng bi mà. Bi mát, uống mới ngon. Đây, vui là chính nha cả nhà. No là 10. Hồi nãy phải nói chứ sáng. Sáng ăn sáng mà cái tự nhiên cái ngồi đợi thằng ấy một tiếng mấy đồng hồ cái đi ra ngoài kia ngồi sức ruột. Ra tới ngoài đi đang đi mấy cái khúc bờ đê nó không biết hồi lấy gì ăn trời, có cái gì em ngoài đó ăn trời. Trời ơi, trời nó sức ruột rồi đóng nước vô. Đóng nước vô nó qua liền, qua hớp liền. Rồi 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 khấy rồi khấy. Rồi khấy. Má ơi, giờ anh không xỉn mà anh xỉn báo. Ủa, xỉn. Nó ghê á. Tính ra hồi nãy mình đi từ lúc 12 giờ ha. Ngay giờ hoàng đạo. Ngay giờ hoàng đạo. Không, mà thường thường để đi hồi lúc trước mình đi bắt chuột là dắt chưa là lúc nào cũng vậy, ngay 12 giờ không? Ác. Chuột bắt cá thì ngay 12 giờ lên mà. Ừ. Ngay giờ lên. Bắt chuột về làm tới giờ thì cũng mấy giờ rồi. 4-5 giờ chứ ta. Dạ. Ừ. 4 giờ mấy 5 giờ. Nãy mình bắt có 1 tiếng, 1 tiếng ngoài gì có đổi, tiếng ngoài gì? 4 giờ 54. Bắt chuột thì phải dọn. Khải gấp này lên ngôi sao luôn đó nha. Ừ. Không biết mai mốt ai mà xách chuột đây. Chuyển qua chụp rồi đó, chuyển qua thợ chính rồi đó. Chỉ có hướt chụp thôi. Chán rồi chứ. Cầm chuột thôi chứ ai, hướt chuột thôi. Vậy chứ đâu dám bắt con chuột đâu. Con chuột chạy tới là lấy vòi chặn luôn. Giận lúng chuột luôn. Đúng vậy, bữa đó về mình tay còn, lát con chuột đó. Còn ông nội quát nó ghê. Ông nội quát có coi mấy clip không? Trời ơi, nó gụt con chuột xong nó đập húp 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 mà húp không nghe, cái nó bắt đến chỗ đập. Trời ơi, trời ơi, nhìn nó bắt chuột, nhìn thấy nó bắt chuột giờ thấy ghê lắm. Vô. 1, 2, 3, vô. Kè. Cới vòng rồi. Khi đem tao đổ xì kia nó tao đổ bia vô, đổ bia. Món này ăn với chuối kém, chuối cây đồ là rất là ngon nha. Dạy nó hả? Quá đã luôn. Mình anh ba uống đợi. Đó anh ba nó làm gì á? Đi ra chìm lại cho anh Lộc. Chút bị anh hai quýnh quậy vậy. Đá hả? Tay là không chút. Anh Thắng Nam ơi. Vô. Này anh em mạnh mẽ lên đi. Vô. Là mình mạnh tay đi mọi một thao lận. 1, 2, 3, vô. Bác Bảy nói rồi, ăn hết đi, có gì mà không đủ mồi là đặng kéo nữa. Chuyện này chắc cho anh Cải với anh Lộc kéo. Kéo thì cá nó quất cái bộ dằn. Khá chỗ kìa. Đợt cá này khá hả? Mua ống á, ngớ đó. Nữa không? Bự bự nha. Chuột nữa không? Chuột nữa rồi gấp cho anh Cải ăn chuột kìa, nghe. Nghe rồi, Lộc nó lùm hết à. Ăn cho rồi đi. 11 con niêm chuột, con niêm mặn mặn. Ăn nguyên con. Để có 2 chục đùi nữa không? Ăn nguyên con á. Không ăn, ăn nhớ mà được. Ăn cơm với mì bà Mạc Quỳnh không? Ừ. Ăn cơm mì bà. Đây vui là chính nha cả nhà. Đó. Vụ mới nè. Nè mày ăn thoải mái đi quất. Tới lại đi. Chui nhỉ. Ừ. Miền Tây vui là chính nha. Sau những buổi mệt nhọc thì mấy anh em là nói chung là cũng mệt lắm. Không biết giờ về mệt. Không quay còn chưa quay nữa à. Nó mình tính gần Khải lội dữ rồi chứ. Mưa rồi thôi. Chưa, nó nắng mưa muốn chết. Khải nó quay ăn à. Nó đi theo miếng nó quay ăn. Tính ra ông chị bà xui với giờ phanh cứng luôn á. Phanh cứng của anh Tân luôn. Xui nào? Ủa phanh cứng của xui da người ta phanh cứng mình xui da chứ mắc mới vậy anh. Có anh xui idol ở đây mới vậy chứ đâu phải là đâu phải phanh của anh đâu, anh lú cái mặt anh có hai qua bựng nha. Nó anh xui nó anh xui này chừng nào xuống cho hay tiếng quay video đó vậy. Vô cả nhà. Hết
hỏi ở dưới chừng nào khách vuông tôm vuông đìa rồi đó. Đợi nhiều về đây à. Nhiều đi quay có, chưa chưa tại gì á, cái đường cống á là nó không có à. Không phải là cống riêng của mình. Xuôi nào xuôi đen cái gì hả? Xuôi đen hả? Xuôi kiên à, sổ cái đường nước của người ta đó, người ta không rút nước cả cạn, mình không có thuốc được. Ở nhà vuông tôm nhà nó cá nhiều, tôm nó có nhiều. Như là cái vụ thuốc bãi hả? Vụ thuốc bãi hả? Chưa, chắc đợi nước sau. Chắc bớt bớt này, chắc đợi chừng nào bớt bớt này mới thuốc rồi. Bớt bớt dịch này thuốc chứ thuốc về ai được ăn. Con Ngân đi lội anh cái đi. Ăn thuốc chưa, cả trẻ em bèo cũng bố làm tí đó vô mẹ em á. Mà công nhận cái vuông đó ba cái cá gì cá nâu nhiều. Trời ơi cái bao luôn nội ơi. Làm gì ăn mà ngon. Gạo không. Không như là làm món không là gạo là ngon nhất hả? Bao. Cái bao còn sọc sọc nữa kìa nè. Xả đó mà xả. Bao. Cái cá. Cái bao nè. Cá như nhỏ chứ sao. Nó mọc luôn đó. Vô. Nhất. Có chắc vitamin B á. Ba cái bào á. Cái bào B A nữa. B A luôn. Vô vô ăn. Hôm nay 30/4 mình làm nhẹ nhẹ gì cũng em mà. Vô. Ngồi đây. 30/4 mà điệu xuyên xuyên. Mấy năm trước đâu có nhậu gì đâu. Nó hay lắm. Cái chừng cái giò này ngon quá. Cái giò này ngon quá. Chào cả nhà nha, thì vừa qua mấy anh em làm clip đi bắt chuột. Hy vọng mọi người xem clip vui vẻ nha. Bây giờ không mấy vui đó. Khải trời, chán Khải. Giờ bye bye nha, bye bye. Vui vẻ là chính, bye bye. Trời ơi, nãy giờ quay bả không dám ăn nghỉ trang quá, vô luôn rồi. Vô luôn.